Làm sao để chọn màu rèm phù hợp với nội thất để đem đến tổng thể đẹp mắt và sống động. Rèm cửa thường được phối với màu tường, màu sàn và đồ nội thất xung quanh. Có 3 cách cơ bản để chọn màu rèm phù hợp với nội thất. Cách đầu tiên, phối màu theo phương pháp monochrome hay còn gọi là phối màu đơn sắc. Nguyên tắc chung là tập trung vào nhiều sắc độ của một màu duy nhất. Ví dụ như với màu vàng, mọi người có thể chọn các sắc độ khác nhau như vàng đồng, vàng đất, vàng kem, vàng ánh kim để kết hợp cùng nhau. Đây là cách đơn giản nhất để tạo nên không gian hài hòa và đồng bộ, tránh tạo nên các màu sắc chọi nhau gây cảm giác rối mắt. Cách thứ hai, neutral, sử dụng màu trung tính. Những màu trung tính như xám, be, nâu mang đến sự tinh giản và gọn gàng. Đặc biệt, sắc thái có phần cơ bản của những tông màu trung tính có thể dễ dàng kết hợp với nhau và hầu hết mọi đồ nội thất mà không cần quá lo ngại về mặt thẩm mỹ. Bằng việc sử dụng các tông màu này, mọi người có thể tạo nên không gian thoáng đãng, hoàn toàn thích hợp với những ngôi nhà có diện tích hạn chế. Cách thứ ba, accents, chọn màu rèm nổi bật. Đối với các căn phòng mang màu sắc trung tính, kiểu phối rèm này làm nổi bật bộ rèm, tạo nên điểm hút mắt cho không gian. Ngoài không gian showroom An Phú quận 2, Bonero còn hỗ trợ tư vấn online các giải pháp rèm cửa cho từng không gian. Và đừng quên follow các fanpage Monero để cập nhật những xu hướng mới nhất về thời trang cho nhà cửa. Hy vọng video này đã phần nào giúp gia chủ biết